chư công đức đã thụ hưởng. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022. Phật lịch, đề tài hôm nay, môn học pháp cú, phẩm xâm đối, giá mắt cá quá cá, thường tượng và thượng tuệ siêu biên soạn và giảng dạy. Mở đó cả chúng ta trang tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh thường tọa minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Phật A Di Đà. Như tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc hiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết ít thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, Phật diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, nghịch duyên trở ngại hãy đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, việc lạc tu trong thiền, chữ thiên đơn đạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Pali pháp cú, phẩm xâm đối, giác mắt cá quát giá. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng dẫn nhập pháp hội hôm nay. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng. Dạ, chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng có lời giới thiệu cho khai giảng môn học Pali Pháp Cú ngày hôm nay. Dạ, xin được hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Nam mô Bụt Thầy nhá. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, đại đại chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đi vào nội dung của bài học đầu tiên trong chương trình học Pali qua Pháp Cú, hay nói ngắn gọn là Pali Pháp Cú, thì chúng ta sẽ dành ít thời giờ để nói về quyển kinh Pháp Cú trong ngày khai giảng ngày hôm nay. Thế vì kinh Pháp Cú là một bộ kinh nằm ở trong tiểu bộ Khuddaka Nikaya. Và đối với rất nhiều học giả thì quyển kinh này là một quyển kinh rất hàm súc, cô độc, ghi lại những lời dạy của Đức Phật qua 423 bài kệ, được chia thành 26 phẩm.
Và trong 26 phẩm này, chúng ta tìm thấy 305 câu chuyện. Có thể nói rằng kinh pháp cúng đặc biệt rất là phổ biến ở tại các quốc gia Phật giáo như là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia. Và dĩ nhiên là tại Ấn Độ ngày xưa. Kinh pháp cúng đã trở thành một bộ kinh cho tất cả các vị tỳ kheo khi bước đầu vào học Phật pháp, vừa học phản ngữ như là chúng ta sắp được Hòa Thượng Từ Sư giảng dạy, và vừa là bắt đầu nằm lòng những lời dạy rất là căn bản mà Đức Phật Ngài đã nói lên ở trong nhiều duyên sự khác nhau. Không phải kinh pháp cú chỉ đóng cái vai trò quan trọng ở trong định giáo dục của Phật giáo, mà chính những cái dư sự của kinh pháp cú đã trở thành đề tài được sử dụng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần qua các pháp thoại, qua các quyển sách của các vị pháp sư. Và dĩ nhiên kinh pháp cú đóng một cái vai trò lớn ở trong nhiều cái lĩnh vực khác như là hội họa, kiến trúc, nghệ thuật Phật giáo. Một thế kỷ thứ 19, nói chính xác là năm 1855, một nhà học giả Đan Mạch là ông Knorr là người đầu tiên đã chuyển dịch kinh pháp cú sang Anh ngữ. Và đây là lần thứ nhất mà người Tây phương có được một cái bản kinh ghi rõ về lời dạy của Đức Phật. Thưa quý vị, chữ pháp cú dịch từ chữ Dhammapada ở trong chữ Hán thì chữ Đam nói chính là pháp. Ở đây được hiểu là lời dạy của Đức Phật, và Pada tức là những cái định dịch là câu, giống như chúng ta nói là hài cú hay là tứ cú. Thì chữ pháp cú ở trong chữ Hán mang nghĩa đó là những lời dạy của Đức Phật được viết ở trong những câu viết cô đọng. Nhưng mà trong tiếng Phạn thì chữ Pa Đá mang rất là nhiều nghĩa. Rất là thú vị là chữ Pa Đá có nghĩa là bằng chân, nó tương tự chữ Pat ở trong tiếng Anh. Và Dhammapada được hiểu là lời dạy của Đức Phật, mà cũng hiểu là con đường của chân lý. Chữ Pada kia cũng là con đường. Và Dhammapada cũng được hiểu là những cái lời dạy được ghi trong thể khi kệ. Thật ra thì ở trong phần ngữ chữ Dhammapada mang rất là nhiều nghĩa. Và cho đến nay thì những học giả đó cũng có một cái hiểu riêng. Đó là chúng ta nói chữ Dhammapada trong phần ngữ chứ không phải là chữ pháp cú ở trong chữ Hán. Pháp cú trong chữ Hán đơn thuần là những câu pháp thôi. Thì chứ thì chúng ta được học kinh pháp cú mà do Hòa Thượng Từ Siêu biên soạn ở trong cái giáo trình mà Hòa Thượng soạn đó, lại là lần đầu tiên mà kinh pháp cú trong cái cách hành văn của thể kệ hay là gatha được chuyển sang văn xuôi. Trong cái kiến thức về phản ngữ, Hòa Thượng Từ Siêu đã làm một việc mà giúp ích rất là nhiều cho những người học phản ngữ, đó là sắp xếp lại từ thể kệ sang thể văn xuôi. Vì lý do thứ vị, ở trong tiếng Pali, cái vị trí của chủ từ, xúc từ, động từ được đặt rất nhiều chỗ bất định khác nhau. Đôi khi trong một câu
ở cứ một bài kệ 8 câu, 4 câu thì động từ có thể đặt ở cuối hay đặt ở giữa. Và sự sắp xếp của Hòa Thượng Từ Siêu sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái lợi lạc, đặc biệt là những vị mà sử dụng bản kinh Pháp Cú, một bản kinh với các hành văn rất cổ điển để học Phạn ngữ Pali. Nói thêm một điều là ngày hôm nay thì chúng ta học bài kinh bài kệ số 1 của phẩm Yamaka Quát Cá. Và trong cái phẩm Yamaka Quát Cá này, người Yamaka Quát Cá nghĩa là sông đối, tức là có hai câu đối xứng với nhau. Thí dụ như câu đầu nói về thiện thì câu thứ hai nói về ác, và nó giống như trong văn học bị cẩu vậy đó. Ở đây hai câu đối xứng với nhau. Quý vị lẽ ra thì nếu chúng ta học câu số 1 và câu số 2 thì quý vị sẽ thấy rằng hai câu, một bên nói về cái thiện tâm, một bên nói về bất thiện tâm. Nhưng mà bởi vì được nói trong hai duyên sự khác nhau và tương đối cũng dài, như vậy trong bài 1 này thì Hòa Thượng Từ Siêu chỉ cho chúng ta học một câu thôi, một câu câu thứ nhất. Nhưng mà quý vị nên hiểu rằng đây là phẩm giám cá, cái phẩm sông đối. Vì vậy luôn luôn bất cứ câu kệ nào ở trong cái phẩm giám cá này cũng có một câu đối xứng hết. Chúng tôi nghĩ rằng kinh Pháp Cú không đơn thuần là một bài kinh mà chúng ta học để tăng trưởng kiến thức, mà lại là một bài kinh mà tất cả chúng ta nên học thuộc lòng. Chư tăng lớn lên ở trong chùa với cái nền giáo dục Phật giáo, và đặc biệt là giáo dục Phật giáo Nam Tông á, thì việc học thuộc lòng một số câu Pháp Cú trở thành một cái tư lương, thành một hành trang cho tất cả những người mà muốn ghi nhớ tâm niệm lời dạy của Đức Phật. Và có thể nói rằng ở trong tất cả những quyển kinh ở trong Tam Tạng kinh điển thì kinh Pháp Cú có thể nói rằng là một quyển kinh được dịch ra nhiều nhất. Riêng ở trong tiếng Việt thì thưa quý vị, chúng ta đã có tới 6 bản kinh tiếng Việt khác nhau, và có một bản kinh mà không có đầy đủ, chúng ta gọi là bản thi hóa, tức là chuyển thành thơ của Tâm Cao trước năm 1975 do sở xuất bản Sa La đó, thì bản kinh đó đã đi vào cái tuổi thơ của Hòa Thượng Từ Siêu của chúng tôi, và ngày nay chúng ta sử dụng rất nhiều. Mặc dù là cái bản thi hóa này mang tới cách là chuyển chọn không có nhiều, nhưng phải nói rằng như chúng ta đọc những câu người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt bông, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chữa dọn lòng lo tu, hay là vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không sao chưa tìm ảnh sáng hồng thoát ly. Thì thưa quý vị, những câu thi hóa đó đều được lấy từ cái bản thi hóa của Tâm Cao, trước kia là một nhà sư, sau này hoàn tục. Nhưng mà phải nói rằng kinh Pháp Cú là một bản kinh được chuyển sang tiếng Việt với nhiều cái bản dịch, và đây cũng là một ở trong cho chúng ta thấy rằng cái tính chất phổ thông, quan trọng và gần gũi của bản kinh này đối với cái nền giáo dục Phật giáo nói chung và đối với sự tu tập của mỗi chúng ta nói riêng. Thì rất là có nghĩ là Hòa Thượng Từ Siêu đã nhận lời để trở lại hướng dẫn Phạn ngữ. Và chúng tôi tin rằng với cái sự hướng dẫn học Phạn ngữ Pali qua kinh Pháp Cú rồi, thì không phải chỉ quý Phật tử được nhiều cái lợi lạc, mà ngay chính Hòa Thượng cũng tìm thấy được nhiều cảm hứng. Chúng tôi có thể nói rằng đọc cái giáo trình mà Hòa Thượng biên soạn đó, thì rõ ràng điều này là một trong những cái dấu hiệu
cho chúng ta thấy là lớp học sẽ mang lại rất là nhiều những lợi ích cho những ai muốn học, và đồng thời chúng ta cũng tìm thấy cái niềm hoan hỷ rất lớn của Hòa Thượng khi cống hiến cái giáo trình này cho đại chúng và đặc biệt cho nền Phật học Việt Nam. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử đọc cho bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Hòa Thượng Từ Siêu giảng cho bài học thứ nhất của giáo trình đi Pháp Cú, hay là học Vạn Ngữ qua kinh Pháp Cú. Xin quý Phật tử đọc cho. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã có lời giới thiệu cho ngài khai giảng môn học Pali qua kinh Pháp Cú. Con xin đọc bài. Một, phẩm song đối, giá mắt cá quắt cá. Một, cái số một, phẩm song đối, chấm văn. Mano phúc tăng gamma tham ma, mano setha mano gamma, manasa che paduthe na pa sati hoa, karo ti hoa, tato năng đúc hâm măng quê tí. Căng quá ha tô ba đăng ba đa thâm má một. Các pháp ý dẫn đầu, ý là chủ, ý tạo. Nếu giới ý tội lỗi nói ra hay hành động, đau khổ sẽ theo sau như xa chân giật kéo. Pháp của một nhân sự. Đức Phật thuyết bài kệ Pháp Cú số một này khi ngài trú tại chùa Chê Tá Quán Ná ở thành Sa Quá Thí. Do câu chuyện của trưởng lão Chắc Khú Ba Lá Đắc A La Hán nhân bị mù mắt ở Sa Quá Thí, câu trưởng giả Ma Ha Ba Lá được nghe Đức Phật thuyết pháp đã nhàm chán sự đời, bỏ gia sản và xuất gia theo Đức Phật. Sau khi xuất gia, trưởng lão chọn đi con đường pháp hành, thọ trì hạnh đầu đà, đã ngăn quay nghi nằm, ẩn cư tại một vùng yên địa, tinh tấn tu tập thiền quán. Trải qua 3 tháng an cư mùa mưa, hạ đầu tiên, trưởng lão chuyên cần hành đạo như vậy, vì không nằm ngủ nên sanh bệnh đau mắt. Có vị lương y trong làng bào chế thuốc nhỏ mắt cho trưởng lão. Nhưng trưởng lão chỉ ngồi nhỏ thuốc nên không hiệu quả. Trưởng lão thường dạy tâm rằng, chớ có gì con mắt thịt này mà gián đoạn sa môn pháp, hãy làm cho phát sanh tuệ nhãn. Hết thời an cư mùa mưa đó, trưởng lão đã chứng tuệ nhãn, đắc quả A-la-hán, nhưng đồng thời bị mù đôi mắt. Cũng do nhân ấy mà các vị đồng phạm hạnh gọi trưởng lão với biệt danh Chắc Khú Ba Lá Hộ Nhãn, nghĩa là bậc hộ trì tuệ nhãn. Làm lễ thứ tự, làm lễ tự tứ, phá qua rá na. Các vị tỳ kheo tính đưa trưởng lão cùng về Chê Tá Quá Ná để ý kiến Đức Bổn Sư, nhưng trưởng lão không muốn làm phiền chư tăng nên xin để về sau. Đức Đế Thích dùng thần lực đưa trưởng lão về Sa Quá Thí cảnh lễ Đức Phật. Đức Phật đã xác chứng quả vị chứng đắc của trưởng lão Chắc Khú Ba Lá. Chư tỳ kheo nghe vậy bèn bạch hỏi Đức Phật, trưởng lão Chắc Khú Ba Lá đã tạo nghiệp gì nay bị mù dù đắc A La Hán? Đức Phật kể lại, thời quá khứ, vị ấy là một thầy thuốc tài giỏi. Một lần, có người thiếu phụ nghèo bị đau mắt đến nhờ thầy chữa trị và hứa sẽ làm nô lệ nhà thầy để trả công cho thầy. Thế nhưng khi mắt đã khỏi thì thiếu phụ ấy nói tráo trở để khỏi làm nô lệ trả công cho thầy. Vị thầy thuốc tức giận sanh ác ý làm hại nàng, bèn bào chế lọ thuốc độc gạt người thiếu phụ nhỏ vào mắt, khiến nàng ấy bị mù mắt. Do ác nghiệp như vậy nên quả xấu theo mãi. Đến kiếp hiện tại, dù chứng thánh quả A-la-hán vẫn phải bị mù mắt, vẫn phải bị mù lòa.
dắt tùy nghiệp của trưởng lão Chắc Khú Ba Lá xong, Đức Phật thuyết bài kệ pháp cú trên, biên soạn giáo trình tùy theo Tuệ Siêu. Sau đây chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu giảng giải bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh Ngài. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Hải, Nam mô Sang Khai. Khi Đức Phật kính lễ giáo pháp, kính lễ tâm chúng, kính chào Hòa Thượng Chất Đẳng cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay là ngày khai giảng môn học mới, cũng là môn học Phật ngữ Pali, nhưng mà chúng ta sẽ học ở giáo trình Pali Pháp Cú. Và rất tri ân Hòa Thượng Chất Đẳng đã giới thiệu trong cái lời dẫn nhập khai mở cái môn học Pháp Cú Pali này. Kính thưa quý vị, nếu đến kinh Pháp Cú thì chúng ta không ai xa lạ với tập kinh Pháp Cú. Nhờ ở trong rừng lớp Phật Pháp Bố Thật Thầm Má, cái thuở ban đầu cách đây 20 năm, cái khoảng thời gian mở lớp, tôi tiền thân là cái rừng Pháp, là chúng ta đã học trọn vẹn kinh Pháp Cú rồi. Và cho đến sau này, khi mà Râm Diệu Pháp chuyển thành cái lớp Phật Pháp của Thật Thầm Mát, thì giáo trình đã thay đổi thành các cái môn học khác. Nhưng mà cái râm pháp của kinh chuyên đề lại lấy cái giáo trình pháp của kinh để làm cái giáo trình giảng dạy, lặp đi lặp lại cứ hết 423 câu thì xây lại học câu 1, vân vân. Cho nên các Phật tử ở trong thao thức, quý vị không có lấy làm lạ về cái tập kinh Pháp Cú. Nhưng sở dĩ mà chúng tôi nhận lời để dạy cái môn Phật ngữ ở trong lớp Phật Pháp Bố Thật Thầm Mát với cái giáo trình Pali Pháp Cú, không phải là chúng tôi muốn lặp lại để làm cho quý vị
ngao ngán. Và chúng tôi lại có cái ý tưởng là nhân cái cơ hội này sẽ làm hai việc. Một là phân tích ngữ pháp cho câu kinh Pháp Cú, đến khi người học Pali nhìn vào câu kinh Pháp Cú có thể nhận ra được ngữ pháp Pali ở trong bài kệ Pháp Cú đó như thế nào. Điều này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của kinh Pháp Cú. Khi đó là chúng tôi có việc là chúng tôi chuyển phim từ cái bài kệ Pháp Cú gọi là kệ Gatha đó, tức là một bài kệ có 4 câu hoặc là 6 câu, và mỗi câu vậy nó có 8 từ hoặc là 11 từ. Thì như vậy ý nghĩa và con được cô động ở trong 32 âm tiết hoặc là nhiều hơn cho một bài kệ. Thì bây giờ khi chính văn là kệ vô, và khi mình chuyển ra đó thì chúng ta cũng y cứ vào cái trường mà Hòa Thượng Thích Minh Châu là vị tiên phu để làm cái thể kệ Việt ngữ với câu năm chữ mà cũng 4 câu. Nếu mà bài kệ nào ý nghĩa nhiều hơn thì Hòa Thượng sẽ là một bài kệ kệ ngôn tiếng Việt 6 câu hoặc là 8 câu, mỗi câu 5 chữ. Mặc dù vậy đôi khi không lột hết ý nghĩa của bài kệ, bởi do cái từ Pali có những trường hợp nói ngắn gọn thì cũng đủ đủ nghĩa, nhưng mà có những trường hợp xài giới hạn từ sẽ làm cho nó thiếu ý nghĩa. Thế là cần phải chuyển thành phần xung, nhưng mà thay vì chuyển thành văn xuôi tiếng Việt, nghĩa là phóng cái ý rồi viết thành văn xuôi, thì chúng tôi lại một lần nữa quý vị học Pali từ cái bài kệ Pháp Cú đó, chúng tôi sắp xếp thành văn xuôi Pali từ cái câu Pháp Cú phân xuôi Pali đó mới dịch ra cái câu tiếng Việt văn xuôi. Thì như vậy chúng ta có cái giai đoạn thứ hai này. Cái nữa là ở đây
chúng tôi cho cái phần này, chúng tôi làm cái phần lý giải. Cái lý giải nó khác, mà chú thích nó khác, mà chú giải nó khác. Sự dĩ mà chúng tôi không để chú giải đó, là bởi vì thưa quý vị, ở trong chính sơ giải Thập báo Padattha-katha, thì một cái câu phật cú cùng ngài với một duy sự, sau cái duy sự đó được cái phần giải thích từ ngữ, và cũng phần giải thích từ ngữ đó cũng được xem như là giải. Nhưng mà cái phần giải thích từ ngữ đó ở đây nó lại nằm ở trong cái phần thích văn. Cho nên ở đây chúng tôi mạo muội chúng tôi làm cái công việc là gần lấy nghĩa của chú giải về bài kệ này, để giải thích cho các Phật tử đọc hiểu về thông quý vị. Khi mà chúng tôi biên soạn cái phần đầu tiên thì chúng tôi rất trăn trở, và chúng tôi đã phải bỏ 3 lần khi mà chúng tôi đứng đo các sắp xếp cái trình bày sao để cho nó hợp lý và dễ hiểu. Cho đến bây giờ thì đã đi vào cái việc ổn định, mặc dù chúng tôi chưa có, cũng chưa hài lòng, nhưng mà bây giờ có công việc đã đến nơi rồi, đem làm cái giáo trình dạy, cho nên cứ theo đó mà làm. Chúng tôi mỗi ngày chúng tôi mỗi soạn. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã được nghe Hòa Thượng Giác Đẳng giới thiệu, kinh Pháp Cú gồm có 26 phẩm quốc khác với 423 bài kệ. Nhưng chỉ với 304 duyên sự ni đà ná mà thôi. Vì rằng một bài kệ mà Đức Phật thuyết một cái duyên sự, do một duyên sự, mà có đôi khi một cái duyên sự xảy ra, Đức Phật đã thuyết một loạt 2 bài kệ, 4 bài kệ hoặc 6 bài kệ trong một cái duyên sự. Vì vậy mới có cái con số 423 bài kệ mà chỉ với 304 duyên sự. Thì chúng tôi có cái làm cái bản thống kê để tiện cho các vị học giả nghiên cứu, mà khỏi phải tra xét mức thông minh quý vị. Hai mươi sáu phẩm đó, một là phẩm sân đấu,
dâm câu quốc á. Phẩm này gồm có 20 bài kệ, từ bài kệ số 1 đến bài kệ số 20. Và Đức Phật này thuyết trong 14 cái duyên sinh. Phẩm 2 là phẩm bất khinh xuất Appamada Vaka. Phẩm này có 12 bài kệ, từ bài kệ số 21 đến bài kệ số 32, với 9 duyên sự. Vâng. Phẩm tư chết là quá cá, có 11 bài kệ, từ bài kệ số 33 đến bài kệ số 43, với 9 duyên sự. 4. Thẩm hoa bất tha quá cá, có 16 bài kệ, từ kệ số 44 cho đến kệ số 59, với 12 duyên sự. Năm, phẩm nguồn nhân Palawaka, với 16 bài kệ, từ kệ số 60 cho đến kệ số 75, với 15 duyên sự. Sáu, phẩm hiện trí Vanetawaka, 14 bài kệ, từ kệ số 76 đến kệ số 89, với 11 duyên sự. 7. Phẩm A-la-hán, A-ra-han-ta-wa-ka, có 10 bài kệ, từ bài kệ số 90 cho đến số 99, với 10 duyên sự. 8. Là phẩm ngàn, Sa-sa-wa-ka, có 16 bài kệ, từ bài kệ số 100 đến bài kệ số 15, với 14 duy sự. 9. Phẩm ác Papa Waka, có 13 bài kệ, từ kệ số 116 cho đến kệ số 128, với 12 duy sự. 10. Phẩm gậy gọc Danda Waka, có 17 bài kệ, từ bài kệ số 129 cho đến 145, với 11 duy sự. 11 là phẩm già Charawaka, có 11 bài kệ, từ kệ số 146 đến kệ số 156, với 9 duy sự. 12. Phẩm tự mình Atawaka, có 10 bài kệ, từ kệ số 157 đến kệ số 166, với 10 duy sự. 8. Phẩm đời Luka Waka, có 12 bài kệ, từ kệ số 167 cho đến 178, với 11 duyên sự. 14. Phẩm Phật Đà Putta Waka, có 18 bài kệ, từ kệ số 179 cho đến 196, với 9 duyên sự. 15. Phẩm An Lạc Sukha Waka, có 12 bài kệ, từ bài kệ số 197 đến kệ số 208, với 8 duyên sự. 16. Phẩm thân ái Vijayawaka, có 12 bài kệ, từ bài kệ số 209 đến bài kệ số 220, với 9 duyên sự. 9. Mười sáu, mười bảy. Phẩm phẫn nộ Cô Thông Quốc Giá, có 14 bệ, từ bài kệ số 221 cho đến bài kệ số 234, với 8 duyên sự. 18. Phẩm Cấu Quế Mala Quốc Giá, có 24 bài kệ, kệ số 235 đến kệ số 255, với 12 duyên sự. 19. Phẩm công lý Thammathawaka, có 17 bài kệ, từ kệ số 256 đến kệ số 272, với 9 duyên sự. 20. Phẩm đạo Makawaka, có 17 bài kệ,
từ kệ số 273 đến kệ số 289 với 12 duyên sự. 21 phẩm tạp lục và kinh Đa Cát Quát Cát có 16 bài kệ từ kệ số 290 đến kệ số 305 với 9 duyên sự. Hai mươi hai phẩm khổ cảnh Đi Ra Giá Quát Cát có 14 bài kệ từ kệ số 306 đến kệ số 319 với 9 duyên sự. 23 phẩm vôi Na Giá Quát Cát có 14 bài kệ từ bài kệ số 320 đến kệ số 333 với 8 duyên sự. 24 phẩm ái Tanh Hào Quát Cát có 16 bài kệ từ bài kệ số 334 đến bài kệ số 359 với 12 duyên sự. 25 phẩm Tỳ Kheo Khi Khu Quát Cát có 23 bài kệ từ kệ số 360 đến kệ số 382 với 12 duyên sự. Và cuối cùng 26 phẩm Bà La Môn Brahma Brahmana Quát Cát có 41 bài kệ từ kệ số 383 đến kệ số 423 với 40 duyên sự. Chúng tôi làm cái việc mà thống kê để chúng ta khỏi phải nhập công tra cứu mà chúng ta đã có sẵn. Sau này chúng ta sẽ in quyển này ra thì ở trong tay quý vị có sẵn cái bộ pháp cú diễn nghĩa thì quý vị sẽ nắm được những cái thông tin này. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng tôi tham dự vào cái việc giảng dạy trung tâm diệu pháp là tiền thân của râm Đức Phật Pháp của Thathamma sát cánh cùng Hòa Thượng Nhất Đẳng trong suốt 20 năm qua. Gần như bây giờ thì chúng tôi chọn đây là cái ngôi nhà, cho nên tất cả những gì mà chúng tôi có thể đóng góp được để duy trì để râm lý Phật Pháp và đem lại nhiều lợi ích cho Phật tử gần xa thì chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng làm việc đó. Chúng tôi cũng rất vui là vừa rồi chúng ta đã học hoàn tất cái giáo trình tất yếu A Tỳ Đàm. Nó cũng là một trong những sản phẩm mà chúng tôi đang cho in. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta học cái bộ môn Pali Pháp Cú. Cái bộ môn này có lẽ là sẽ in trước khi chúng ta kết thúc cái môn học, bởi vì hết 423 bài và chúng ta sẽ học 304 ngày. Bởi vì 304 duyên sự là 304 ngày. 304 ngày học đó thì mỗi một tuần chúng ta sẽ học một ngày. Như vậy thì từ đó chúng ta tính ra thì chúng ta sẽ học bao nhiêu năm thì chúng ta sẽ biết ngay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là
các Phật tử chúng ta cũng theo cái tinh thần cầu pháp, học hỏi giáo lý. Cho dù rằng có những lúc chúng ta cũng phải nghe chán, nghe khô khan, nhưng mà chúng ta nên cái lòng tin. Và vì cái kiến thức Phật pháp để học hỏi giáo lý mà chúng ta kiên nhẫn để chúng ta học. Cũng như ngày hôm qua khi mà nói chuyện trong cái buổi khai giảng cái lớp Thắng Pháp Phổ Thông vậy, chúng tôi có chia sẻ với quý vị, chúng tôi và Thượng Tọa Giáo Đẳng có chia, và Thượng Giáo Đẳng có chia sẻ với quý vị, chúng ta nên có cái sự kiên nhẫn, quan hỷ, và chúng ta hãy xem đó như là cái món ăn tinh thần. Mà ngày nào chúng ta không được nghe pháp, giống như là ngày đó chúng ta phải nhìn đói nhìn khác vậy đó, thì như vậy chúng ta mới có thể học tiến bộ được. Bây giờ trong cái buổi học đầu tiên đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái duy sự nói về trưởng lão Chức Không Qua Lá. Ngài Chức Không Qua Lá thật ra thì tên của Ngài lúc ở tại gia cư sĩ, Ngài tên gọi là Mahapala. Vì Ngài còn hai người em nữa là Ngài Machimapala và Chulapala. Ngài là anh cả nên gọi là Mahapala. Ở trong nhà anh em đều là những thương gia, họ có khối tài sản lớn. Nhưng mà phân công ra thì Machimapala là người em thứ, thì ở tại nhà để trông coi cái việc buôn bán, mua cái việc buôn bán hàng hóa. Còn cái người anh cả là Ngài Mahapala và người em út là Chulapala. Thì với 500 cổ xe bò, hai anh em đi từ xứ miền sang xứ khác, giống như từ tỉnh này sang tỉnh nọ vậy đó, để đi buôn, để buôn hàng hóa. Rồi khi trở về để hàng hóa đó lại cho Ngài Machimapala quản lý buôn bán. Nhân viên đưa đẩy một lần, khi mà các vị thương gia này đi đến tại xứ Kosala, kinh đô Savatthi, thì họ dừng chân ở đó. Thank you.
khi thương gia Mahapala vào buổi sáng nhìn thấy mọi người ở trong thành lũ lượt kéo nhau ra khỏi thành, thì tò mò tìm hiểu mới biết được rằng là người ta đi ra khỏi thành để đến tại Chetopanna. Ngày xưa thưa quý vị, các cái ngôi chùa được xây dựng không phải xây dựng trong thành phố mà xây dựng ở ngoại thành để có cái sự yên tĩnh. Ngoại trừ những cái ngôi chùa mà sau này xây dựng cho các tỳ kheo đi thì phải là nằm ở trong thành phố, theo luật nằm ở trong thành phố để cho bảo đảm an ninh cho các vị tỳ kheo đi. Còn chưa tỳ kheo tăng đó thì ngôi chùa nào cũng vậy, phải xây dựng ở ngoại thành, cách không xa thành cũng không quá gần. Buổi sáng các ngài từ ở ngoài đi vào thành để khất thực, rồi trở ra cửa thành kiếm nơi thọ thực xong rồi đến trở về chùa. Thì khi được biết là dân chúng kéo nhau ra ngoại thành đến chùa Chetopanna để nghe Đức Phật thuyết pháp, thì thương gia Mahapala mới dặn dò người em ở lại trong coi hàng hóa, và ông cũng tháp tùng theo đoàn người để đi nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong, ông ta cảm thấy cuộc đời nó ngắn ngủi, nay mình cũng đã trung niên rồi, vậy thì mình hãy xuất gia. Nghĩ vậy cho nên thương gia Mahapala đến đảnh lễ Đức Phật và xin được phép xuất gia. Thì Đức Phật bảo: ngươi có còn cha mẹ, anh em hay là người thân nào cần phải từ giả không? Thì nói dạ, và còn, không còn, hiện tại đây có người em. Đức Phật bảo hãy đi đến, hãy đi về từ giả người em đó, cũng như là để thông báo vậy. Lúc ban đầu người em năn nỉ nhưng mà ngài Mahapala ngài đã có sự quyết định, ngài không có thay đổi. Sau cùng thì ngài được người em chấp nhận cho đi xuất gia. Xuất gia xong thì ngài Mahapala bạch với Đức Thế Tôn: ở trong giáo pháp này có bao nhiêu phần sự? Trong một vị tỳ kheo thì Đức Phật nói rằng trong giáo pháp hai phần sự: Ganthathura, phần sự pháp học, và Vipassana Thura, pháp hành. Thì tỳ kheo Mahapala và Đức Thế Tôn rằng: con trung niên xuất gia, con không kham nổi được cái việc học pháp, đi pháp học, cho nên con xin Đức Thế Tôn chỉ dạy một cái đề tài thiền quán để con đi theo pháp hành. Thế là Đức Thế Tôn ngài dạy cho một cái đề tài thiền quán,
nó vừa với cái căn cơ trình độ. Rồi sau khi xuất gia xong, những hỏi về cách mặc y áo, quy nghi tế hạnh, thì kheo Mahapala tháp tùng với một nhóm tỳ kheo có khoảng 60 vị đi xa ở nơi biên địa để mà hành pháp. Thì kịp đến mùa an cư kiết hạ, mùa mưa, thì các ngài mới dừng chân ở tại ngôi làng và được dân làng dốc lòng hộ độ cho các vị tu tập. Và thưa quý vị, trong thời gian an cư kiết hạ thì ngài chắc ba lá nói chung với chư tăng rằng là trong cái mùa an cư kiết hạ này, ngài sẽ thọ trì đầu đà cái hạnh nhân quy nghi nằm. Còn chư tăng các vị mỗi vị hành theo cái đề tài đã thích hợp. Và thưa quý vị, cũng phần là do cái nghiệp nó chấp dẫn, cho nên vị đó hành cái pháp đầu đà không nằm ngủ trong suốt 3 tháng hạ. Vì vậy mà cái chứng bệnh đau mắt nó phát sinh. Rừng cái ngày ra hạ rồi mà đôi mắt của vị đó dầu cho có vị lương y ở trong làng bào chế thuốc để trị nhưng mà cũng không khỏi. Thì ngài chắc không có lá, ngài thường hay tự nhủ dạy tâm rằng nếu mà bây giờ ngươi nằm xuống để mà nhỏ thuốc điều trị đôi mắt thịt này cho nó sáng, cho nó lành, nó khỏe, thì ngươi phải bị gián đoạn sa môn pháp, làm cho tội nhãn khó phá sanh được. Các Phật tử chúng ta đừng ngạc nhiên là có nhiều vị tỳ kheo khác họ hành đạo đâu đến nỗi mà phải khổ sở như vậy. Ở đây quý vị nhớ ngài chắc không có lá này do cái nghiệp ở quá khứ, cho nên nếu như mà ngài hành cái pháp để đạt đến và bị giải thoát thì ngài phải chấp nhận là chịu mù đôi mắt. Cho nên ngài Chân Khu Ba Lát sau khi giải tâm như vậy, ngài quyết định là ngài không có nằm xuống để nhỏ thuốc, và ngài quyết tâm để làm sao duy trì được cái tuệ nhãn, tức là cái tuệ giác cho được phát triển, cho được thành tựu. Còn về cái nhục nhãn này thì bỏ đi. Và do đó tên của ngài Mahapala sau này các bạn đồng phẩm gọi là chất của Ba Lá,
là hộ nhãn. Nhưng mà tôi, nhưng mà quý vị sẽ đọc một cái, một vài cái quyển sách xưa kia đó, để là ngày hộ mù. Nó vô lý, nó vô lý ở chỗ là không đúng từ Bali, chắc của Ba Lá. Ngoài mù là gìn giữ để làm gì nữa? Chữ hộ đây tới là gìn giữ, chữ Ba Lá là gìn giữ. Cho nên chắc có lẽ là vị dịch giả đó hay vị soạn giả đó nghĩ rằng ngài bị mù, tại sao gọi là hộ nhãn, cho nên thôi phải sửa cho đúng là dịch là hộ mù. Nhưng mà thưa quý vị, cái này nó không có hợp lý ngay từ đầu rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái từ gọi là hộ nhãn là đúng, cái từ, cái tên của ngài là Chắc Phúc Ba La đúng, mà ngài bị mù mắt thì tại sao còn gọi là hộ nhãn? Ở đây thưa quý vị, có hai loại nhãn gọi là măng sát chắc khú, là có mắt thịt, hay gọi là nhục nhãn, tức là mắt bị mù á, mắt của ngài bị mù, ngài bỏ á, mà ngài chỉ gìn giữ, ngài dạy tâm là làm sao đừng để gián đoạn việc hành thiền, ngài chú ý là để gìn giữ cái tuệ nhãn Panya chắc khú thôi. Cho nên cái tên của ngài gọi tắt là Chắc Khú Ba La thì chúng ta phải hiểu là Panya Chắc Khú Ba La. Như vậy thì sau khi vừa khi ra hạ đó, thì ngay cái ngày hôm đó, ngay hôm trước đó thì ngài chứng quả A La Hán, đồng thời mắt của ngài bị mù luôn. Qua bữa sau bữa rằm, Chư Tăng theo luật làm lễ tự tướng ra hạ, xong rồi các vị đi về, sau thì đi đảnh lễ Đức Phật và muốn dẫn ngài theo, nhưng mà ngài sợ phiền Chư Tăng nên ngài nói để tủng tẳng ngài đi về sau, lần mò về sau. Nhưng mà trong lúc ngài lần mò về sau đó, thực ra thì câu chuyện cũng còn dài lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi không muốn kể dông dài, vì ngài nhờ Chư Tăng về sau có thi nhắn những người em của ngài đó, đem đứa cháu đến đây để dắt ngài về. À, như vậy đó. Nhưng mà dọc đường thì đứa cháu cũng bị, cũng bỏ rơi ngài. Đúng là ngài bỏ rơi nó chứ không phải nó bỏ rơi ngài. Ngài không có thích đi chung với cái người mà tội lỗi, cho nên ngài đuổi đi. Đức Đại Đế thích ngài lúc đó là mới hiện thân thành một người ánh xe, và ngài hỏi thăm Đức Đại Đế thích, hỏi thăm tôn giả chắc chắn ngài về đâu, nói về sau quá thi, nói tôi tiện đường sẽ đưa cho ngài đi cùng, ngài dùng thần thông mà đưa thẳng về sau thi đến lễ Đức Phật. Thì trong cái thời gian mà cuối mới cái sắp hết mùa mưa, cũng còn mưa chút ít, thì cũng như là con kiến, con mối, con vật, nó vẫn bò lên trên mặt đất. Ngay cái con đường mà tôn giả Chắc Khú Ba La ngài đi kinh hành, vì ngài mù cho nên ngài cầm gậy, ngài dò đường, ngài đi kinh hành, thì ngài vô tình giẫm đạp chết những cái côn trùng đó.
Dạ con cung thỉnh ngài cầm bích bạch ngài. Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát, có lẽ ở đường truyền của ngài bị có vấn đề rồi. Dạ một lần nữa con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại bạch ngài. Thưa Phật tử, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin được hỏi quý vị có nghe được không? Dường như Hòa Thượng Thầy Siêu đang gặp trục trặc về kỹ thuật. Quý vị hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Có lẽ là chúng tôi trong lúc chờ đợi thì xin được trích lời của Hòa Thượng Thầy Siêu. Khi nào mình có thường trở lại thì quý vị còn nghĩ cho chúng tôi biết nha. Dạ, Internet chẳng đoạn. Thưa thì câu chuyện này chắc không bà lát á. Thoạt nghe thì chúng ta thấy hơi rối một chút. Rối ở đây là tại vì một người có cái tâm tu mà không phải tu bình thường mà tu rất là chí thành, và không phải chỉ tu chí thành mà đã có cái thành tựu lớn là thành tựu quả vị giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà khi mà ngài chứng đạt được pháp nhãn đó thì cũng là lúc mà ngài bước đi, tức là con mắt thịt bình thường ngài bị mù lòa. Ở đây nó cũng là một điểm rối của nhân quả. Tại sao mà một vị chứng A La Hán, tại sao một vị mà có tâm tu như vậy mà lại phải có một cái chung cuộc mất đi đôi mắt của mình? Mắt ở đây không phải là do ai hại mình, là do cái sự tinh tấn. Ngài quyết định là ngài không bao giờ đặt lưng nằm xuống cái mình rõ, cho đó ngài bị buồn. Cuộc sống của chúng ta thưa quý vị, nó không phải chỉ có một vài câu chuyện rắc rối, mà nó có rất là nhiều thứ tương đối là rối rắm trong đời sống. Và đối với tất cả những cái rối rắm này thì Đức Phật đã dạy rằng tất cả nó đều bắt nguồn từ tâm ý của chúng ta hết. Đây là một khởi điểm mà phần đông chúng ta ít khi nào nghĩ đến, bởi vì thì thường người ta nghĩ nói đến sự thành bại, vui khổ, đặng thất, thì thưa quý vị, chúng ta thường nghĩ đến hoàn cảnh, nghĩ đến do người này, do người kia, hay thậm chí là do cái sự xui xẻo, tình cờ. Nhưng mà trong cái nhìn của một bậc đại giác như là Đức Phật thì cái đầu mối ở tất cả mọi sự việc nó khởi sự từ một điều mà chúng ta gọi là một cái ý niệm
ý niệm bắt, hay nói cách ngắn là cái niệm ban đầu. Cái niệm đó có thể là niệm thiện hay là niệm bất thiện. Cái niệm đó nhiều khi chúng ta hoàn toàn không thấy, bởi vì nó quá tế nhị, nó quá sâu kín. Và trong trường hợp này, cái ác niệm nó là khởi sự từ một cái kiếp quá khứ rất là xa xưa. Như chúng ta đã nghe Hòa Thượng Từ Siêu kể đó, là một vị thầy thuốc rất có tài, trị một người từ cái chỗ mù mắt làm cho sáng mắt. Thì cái người mù mắt đó, trong lúc mà cần chữa trị được mà cũng không có tiền, mới nói với thầy thuốc rằng: nếu mà thầy chữa cho tôi hết thì tôi sẽ ở đợ, sẽ làm công suốt đời cho thầy. Thì thưa quý vị, tại cái người đó quá muốn chữa trị và tha thiết được thấy, và vì thầy thuốc cũng là vị thầy thuốc giỏi, nghĩ là mình chữa trị được. Khi mà mình chữa trị rồi, mở băng ra, vị này thấy sáng rồi. Nhưng mà ngay lập tức, cái người bệnh đó lại có một cái khởi lên một ý niệm là mình đã chữa được bệnh, nhưng mà làm sao để mình khỏi phải ở đợi, khỏi phải làm công cho vị này. Và Hòa Thượng Đại Sư đã trở lại. Xin kính thỉnh Hòa Thượng Hoa Kỳ tiếp tục cho bài giảng. Kính thỉnh Hòa Thượng. Không biết Hòa Thượng có nghe được không? Quý Phật tử Hoàng Kỳ chờ chúng tôi một chút. Ồ, dạ, kính thỉnh Hòa Thượng. Xin tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã điều khuyết cho cái phần duyên sinh. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày về cái bài kệ sau khi Đức Phật kể lại cái câu chuyện quá khứ tiền thân của tôn giả Chakkupala. Ngài đã nói rằng một khi mà người với cái ý tự lỗi nói hay hành động thì cái quả khổ nó sẽ theo, quả báo khổ sẽ theo liền như xe mà theo chân của con Phật kéo. Cái chỗ này hồi nãy chúng tôi có để ý ở trong bài đăng cũng như cái bài dịch đó, chúng ta thấy cái chữ như xa chân thì kéo sai. Và trong cái bài kệ Pali câu 2, Mano Madhya chứ không phải là Gatma. Dạ, con cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Từ Siêu cầm mic trở lại ạ. Dạ.
Ngài có nghe được âm thanh con kính nhân mít đến Ngài. Đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong nghe lá cái máy không, máy quý vị không có bị gì đâu do đường ngắt ngài hòa thượng Tỳ Siêu à. Dạ, đường ngắt chùa Viên Giác rồi thấy đại đức Tệ Trì cũng phải chạy ra rồi. Dạ con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cầm mít chùm ạ. Con kính nhân mít đến hòa thượng Giác Đẳng ạ. Thưa vị đôi khi internet như vậy chúng tôi xin được tiếp theo lời của hòa thượng Tỳ Siêu. Dạ, quý vị thấy đó là ở trong câu chuyện đó, thì vị thầy thuốc là một vị thầy thuốc rất giỏi và đã chữa lành được đôi mắt của người bệnh và mắt có thể sáng lại. Và khi mở văn ra đó, thì ánh sáng đã trở về bên đôi mắt của người này. Nhưng mà người này lại có một cái sự gian dối. Khi mình nghĩ rằng nếu mà mình nói rằng đã thấy được ánh sáng thì điều này có nghĩa là sau khi mà chữa trị xong rồi thì mình sẽ phải trả cái thù lao như lời đã hứa là bằng cách là đi làm công mà làm công cả đời nữa. Nên chi người này lại có một cái mưu tính khác, đó là thay vì nói vì thầy thuốc là mắt mình đã sáng thì người này mình đóng kịch để nói rằng không thấy được, vẫn chưa thấy được. Thì thứ vì vị thầy thuốc là một người chẳng những rất giỏi mà lại rất là bén nhạy, nhận ra là cái người này đó đã nhờ mình chữa bệnh, mình đóng không có đòi thù lao, mà người này đã tự nói rằng sau khi mà mắt sáng thì sẽ làm công. Và bây giờ thì người này nó gian dối. Thì chúng ta cũng hiểu cái sự tính toán của cái người bệnh đó là mong cho hết bệnh. Và chúng ta cũng hiểu sự bực dọc của cái sự bực tức, sự tức giận của ông thầy thuốc, thấy rằng mình đã làm phước, mình đã làm tốt, mình đã chữa lành cho người bệnh, mà người này lại có cái mưu đồ là quỵt cái tiền công. Cái tiền công không có đáng, nhưng mà cái mà bị thầy thuốc rất là ghét đó, đó là cái sự giả dối của mình. Thì nói vì làm thầy thuốc thì có nhiều cách, có thể cách chữa lành và có cách để khiến những người đó bị tàn phế suốt đời. Vì thầy thuốc nói rằng cái việc chữa trị đó nó vẫn còn phải mất một vài lần nữa, phải là bây giờ phải đắp thêm thuốc. Và ở trong lúc lấy thuốc đắp thì vị này lại dùng ngay một thứ thuốc, mà thứ thuốc này làm cho cái người kia vĩnh viễn mù lòa. Thì quý vị thấy không, nó chỉ là một cái sự nóng nảy bực tức, và do sự bực tức đó thì vị này lại đưa ra một cái quyết định, mà cái quyết định này làm cho đã tức thôi, làm cho mình nguôi cái cơn giận, làm cho người đó đúng là sáng mắt, nhưng mà sáng mắt cũng buồn luôn á, là cái tội lừa dối như vậy. Và từ đó trở đi trong cái luân hồi thì vị thầy thuốc này bị mù nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có tu tập, nên chi trong kiếp chót thì vị này lại gặp được Đức Thế Tôn và đắc đạo chứng quả, nhưng cái nghiệp dư sót vẫn còn. Người khác tu cũng tinh tấn, mình tu cũng tinh tấn, nhưng mà sự tinh tấn của người khác á, thì bất quá thì nó là một sự nhập nhọc đôi chút, nhưng mà sự tinh tấn của mình thì nó tạo một cái hệ quả trầm trọng.
đó là bị mù. Chúng ta đọc câu chuyện này thì chúng ta mới thấy được cái tính trung thực của Phật pháp. Đức Thế Tôn ngài dạy về một vị A-la-hán, ngài đề cập đến một người mà tu tập với cái tâm rất là chân thành và thành tựu được cái quả vị giác bộ giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà ngài nhắc lại cái một cái tốt nghiệp xa xưa. Dạ Hòa Thượng, tôi xin phép trả lời xin kính cung kính Hòa Thượng. Dạ. Dạ, biết Hòa Thượng nghe được không? Dạ. À, xin hỏi quý vị dạ, nghe, có nghe được không? Dạ, dạ nghe được mình Hòa Thượng. Xin Hòa Thượng tiếp tục. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ cảm ơn Hòa Thượng. Hôm nay cái ngày khởi động mà chúng tôi gặp trục trặc như thế này, không biết cái môn học này nó sẽ như thế nào, chứ tôi cũng không biết. Thưa quý vị, ở trong cái bài kệ Manubhupang Gamathama Manosita Manomaya Manasache Vanuthena Phasitiva Karotiva Tato Năng Lukman Vethi Chakkan Wat Vahato Padang. Các pháp ý dẫn đầu, ý là chủ ý tạo. Nếu với ý tội lỗi nói ra hay hành động, đau khổ sẽ theo sau như xe chân vật kéo. Thì chúng ta chuyển ra cái văn xuôi, chủ nghĩa chúng ta để phía trên đầu tiên và tỉnh từ thì chúng ta để phía sau đó, như chữ tham ma mano bopangama mano sitha mano maya. Rồi cái văn xuôi đó, khi mà chúng ta nói đến nói hay làm với ý tội lỗi thì vật panuthena che manasa pha sitiqua karotiwa, tato dukkhamang nang anveti chắc chắn thì quá hà tô và đăng anh quỳ tí. Các pháp ấy dẫn đầu có ý là chủ sướng, có ý là được tạo bằng ý. Nếu nói hay hành động với ý tội lỗi thì tất đau khổ sẽ theo sau kẻ ấy, như xe chạy theo chân của con vật kéo xe. Ở đây câu mà nói rằng các pháp có ý dẫn đầu, ý là chủ được tạo bằng ý, manubhupangama manosittha manomaya, thì chữ các pháp, chữ tham ma ở đây đó, thì theo trong chú giải Atthakatha giải thích là chỉ cho ba cái quẩn tưởng sở, là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Vì sao mà các ngài lại chú giải nói chữ tham ba là chỉ cho ba quẩn đó? Là bởi vì nói rằng các pháp có ý dẫn đầu, manubhupangama nô bút tăng gà ma đó, là chỉ chất pháp bút tăng gà ma tinh hay là thức quẩn. Nhưng như vậy thì cái câu mà nói các pháp có ý dẫn đầu, ý là chủ xướng,
được rồi mới ý là chúng ta phải hiểu các pháp đây là chỉ cho ba cái danh quẩn thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành, thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn. Nó do thức quẩn dẫn đầu. Nhưng mà trong cái thọ tưởng hành đó, trong thọ tưởng hành của câu này, của câu pháp cú này, thì để chỉ cho cái hành quẩn, chỉ cho nghiệp, chetana, hành quẩn nghiệp. Nhưng mà vì cái hành quẩn nghiệp này nó chỉ đơn thuần là tư tâm sở thuộc về tâm sở tự tha hay tâm sở biến hành thì nó chưa phải là cái nghiệp tội lỗi. Nhưng vì cái hành quẩn tư tâm sở đó nó sanh chung với ba căn bất thiện là căn tham, căn sân, căn si và 11 cái tâm sở bất thiện khác như là vô tà quy phong vật, ngã mạn tà kiến, tật lẫn hối, hung thần thị miên, quỷ vật. Cho nên nó trở thành cái hành quẩn bất thiện. Nó hành quẩn nghiệp bất thiện này để do ý dẫn đầu. Vậy khi hành quẩn nghiệp bất thiện bố ba danh quẩn đó mà nó đồng sanh với tâm nào, với ý thức nào thì tâm đó gọi là tâm bất thiện. Cho nên cái câu mà nói rằng manasache và đuối thiên á, manasa mà sa tức là sử dụng cách và đuối thiên á, và đuối thiên á mà sa tức là và đuối thiên á chứ tiền á, là với cái tâm tội lỗi. Cái chỗ này chúng tôi cũng xin nhắc thêm cho các phân tích về ngữ pháp một chút. Thường thường chúng ta nghe những cái câu mà quen thuộc, rất quen thuộc, nếu với ý ô nhiễm, thật sự ra không phải chữ nào chúng ta cũng dịch là ô nhiễm được hết. Chữ kinistha mới dịch là ô nhiễm, kinistati. Còn padusati từ cái căn bát và đô sát, bát và đô gọi là bát đô sát hay là bát đô thác, phải dịch tội lỗi. Thí dụ như cái căn mà căn đô sát đó, thưa quý vị, chúng ta thường tụng cái bài otamang ge na van de hang ba da bang sun bro tamang puthe yo khalito do so putho khamato tang ma mang. Chữ đô xô, đô sát trong trường hợp này phải dịch là lỗi lầm. Những lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Phật, xin Đức Phật xá tội lỗi ấy cho con. Như vậy có đô sát. Đô sát có nghĩa là lỗi lầm, là tội, tội lỗi. Chứ không có xài cái chữ quế diễm hay ô diễm như là chữ chữ kilitha được. Như vậy hai câu đầu là Đức Phật ngài giới thiệu về cái trường hợp cái tâm ý nó dẫn đầu cho các nghiệp, nó dẫn đầu các nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Mà bây giờ đang nói về cái nghiệp bất thiện. Cái tâm bất thiện là nó sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện.
Bất thiện tạo ra tạo nghiệp bất thiện, có nghĩa là cái akusala chính tán đó, tâm bất thiện đó, nó sẽ dẫn đầu và nó tạo ra cái hành quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn bất thiện, nó sinh chung trong nhóm bốn. Và toàn bộ tứ dinh quẩn này, tứ dinh quẩn bất thiện này, nó biểu hiện ra bằng cái lời nói và hành động, luôn cả cái tư tưởng, gọi là đứng lên hay hành động. Thì chúng ta phải hiểu đó là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, rồi ý ác hạnh nữa. Nếu mà tạo cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh bằng cái tâm ý tội lỗi á, tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái quả dị thục nó sẽ đi theo cái quả khổ, nó sẽ theo người đó. Tất nhiên chỗ này chúng ta cũng phải hiểu rằng là Đức Phật Ngài thuyết nó phù hợp với cái ngữ cảnh, là Ngài đang nói ở cái khía cạnh nghiệp ác mà thầy thuốc nó đã làm, cho nên nó đeo theo mãi từ cái kiếp sống đó cho đến cái kiếp sống hiện tại này. Những kiếp là sinh ra làm người thì chúng sinh này cũng bị mù mắt ha. Thì Đức Phật thì dựa trên đó là nói. Thế ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là nghiệp đã tạo nó trổ quả có ba cách theo thời. Cái hiện báo nghiệp, tức là cái hành động thiện hay hành động bất thiện đó, người đó làm với một cái tâm động lực cực mạnh thì nó có thể trổ quả ngay trong cấp sống hiện tại đó. Trong vòng 7 ngày sau khi làm, nó sẽ phát sinh quả, quả báo, quả diệt thục. Nhưng mà hiện báo nghiệp này nó vẫn có thể là Ahosikama, là vô hiệu nghiệp theo qua cái kiếp sống này. Thứ hai nữa gọi là sanh báo nghiệp Upapachet Vedaniyakama, tức là thiện nghiệp hay ác nghiệp mà người đã tạo bằng cái ý tội lỗi, thì vẫn trong kiếp sống hiện tại này, nhưng mà sau khi mệnh chung nó sẽ tạo ra cái quả khổ đeo bám chúng sanh đấy. Người sanh báo nghiệp, nhưng mà cái sanh báo nghiệp này nó cũng không phải đeo đẳng mã hết cái kiếp sống thứ hai, kể như là nó trở thành ở Hosikama, là vô hiệu nghiệp. Bây giờ chỉ còn có một cái thứ nghiệp đó gọi là Pala Arapare Vedadiyakama, tức là hậu báo nghiệp. Hành động thiện hay hành động bất thiện mà được tạo bằng cái tâm động lực thứ hai cho đến thứ sáu, năm động lực giữa, thì nó có khả năng tạo ra quả hậu báo nghiệp. Mà cái quả hậu báo nghiệp này thì bắt đầu kể từ kiếp sống thứ ba sau đời sống này,
hạn có cơ hội thì đó trổ quả, nó đeo đẳng mãi cho đến khi chúng sinh đó nó được quả giải thoát viên tịnh niết bàn thì thôi. Cho nên trong cái câu kệ này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là nói cái quả khổ sẽ theo cái người làm ác, và theo dây dẫn nhất là cái hậu báo nghiệp. Còn hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp thì nó chỉ đeo chút, đeo một kiếp này, hoặc là đeo ở kiếp thứ hai sau khi chết. Qua hai kiếp là nó không có đeo được nữa, hậu báo nghiệp. Hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp. Chỉ có hậu báo nghiệp là nó đeo đẳng suốt dòng sanh tử luân hồi. Mà hình ảnh mà Đức Phật Ngài minh họa ở đây về cái sự đuổi theo ác nghiệp, đuổi theo cái người chúng sanh đó, Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh thí dụ là chiếc xe theo chân của con bò, con bò kéo xe. Vì điểm này chúng ta nên chú ý ở hai từ chỉ trích căn. Lúc chỉ trích căn là với bánh xe, nhưng mà chỗ này chúng ta phải hiểu là để chỉ chung cho chiếc xe. Mặc dù ở trong chú giải có giải thích tỉ mỉ về cái trường hợp mà con bò kéo xe, cái bánh xe lăn theo, nó cọ vào cái chân của con bò, nó làm cho đau nhức vân vân. Chúng ta không cần phải chi tiết như vậy. Với hơn nữa, chúng ta cứ tưởng tượng ra một cái chiếc xe, hai bánh xe nó chỉ đỡ cái thùng xe, cái thùng xe nó sẽ dài hơn cái bánh xe. Cho nên nếu mà gọi là theo sát ở phía sau chân của con bò đó, thì nói là cái thùng xe, hai bánh xe nằm hai bên, nó có ảnh hưởng gì đến con bò hết? Con bò đi suốt cả ngày như vậy thì cái thùng xe có cái càng máng lên cổ của nó, thì cái thùng xe cứ đi theo hoài dưới chân của nó. Tất nhiên là người ta chế tạo cái thùng xe, cán xe đủ dài để mà nó đừng có cọ sát cái con bò. Nếu mà nó cọ chân con, làm sao con bò hay con ngựa nó kéo đi được. Cho nên cái chỗ này, khi mà chúng tôi viết, chúng tôi phải lược bỏ, là chúng tôi không nói chi tiết chỗ đó. Chi tiết ở chỗ đó thì nó không có hợp lý. Chi tiết ở chỗ là con bò nó kéo xe đi rồi bánh xe cọ theo cái bắp đùi của con bò, thì cái trường hợp này một là không hợp lý, hai nữa là nếu mà người ta chế tạo chiếc xe mà nó bị vướng cái kiểu này, mấy con bò nó chịu không nổi thì làm sao nó kéo. Ở đây Đức Phật Ngài chỉ dùng cái hình ảnh này để Ngài muốn nói rằng là ác nghiệp mà theo cái chúng sinh mà tạo nghiệp đó, chúng sinh đã tạo nghiệp rồi, ác nghiệp đuổi theo nó trong suốt dòng sanh tử luân hồi không có rời, nó cứ dính liền giống như là cái chiếc xe mà nó chạy theo ở sau đuôi con bò kéo xe vậy đó. Dù nó chạy đi cả ngày hai ngày đi nữa thì nó đi tới đâu thì chiếc xe đi đến đó, con bò đi tới đâu thì xe theo tới đó. Chúng ta phải hiểu vậy. Và như vậy thì ở đây đó,
chúng ta cần phải hiểu rằng theo một cách thường thức thì chúng ta nói như thế này được, tức là đau khổ sẽ theo sau cái người mà đã tạo nghiệp đó. Cái dính liền giống như là che lăn theo cái đuôi của con bò kéo, lăn theo phía sau đuôi của con bò kéo. Thế nhưng chúng ta học ở trong thân pháp và ở trong kinh tạng có một vài chỗ, những bài kinh mà chúng ta thấy do cái sự chiêu cảm nghiệp quả nó trở thành na nát khái đếp cầm mắt nó chi giác, nó có cơ hội nó bộc phát. Cái cảm thọ chứ không phải lúc nào cái quả nghiệp nó cũng tồn tại ở trong cái tiềm thức của người đó như là cái cặn trà trong ly nước, không phải vậy. Bởi vì chúng ta cần phải hiểu ở đây không có cái gọi là thường kiến. Và hơn nữa chúng ta phải hiểu rằng cái câu mà nói rằng có hành động nhưng không có người hành động, có người cảm thọ quả, có cảm thọ quả chứ không có người cảm thọ quả, thì hai điểm đó chúng ta cũng cần phải chú ý một chút xíu. Khi mà chúng ta học pháp cú thì chúng ta hãy nhớ lấy ý nghĩa thường thức mà Đức Phật này dùng cái hình ảnh để minh họa để cho hội chúng được nghe hiểu. Và được quan với pháp rồi chứng đạo quả, đến khi chứng đạo quả rồi thì tự khắc họ biết họ phải suy nghĩ như thế nào mới là đúng. Thì cái trường hợp này chúng ta không cần phải nói thêm, nói thêm các Phật tử chúng ta sẽ có cái sự hoang mang, bởi vì quý vị ở đây chúng tôi không có dám chê, nhưng mà chúng tôi nói là các Phật tử chúng ta là người cư sĩ thì dù gì đi nữa cái trí tuệ chúng ta cũng còn, cái tri kiến chúng ta cũng còn non nớt ở trong cái việc mà chúng ta hiểu được cái lời của Đức Phật dạy về cái vấn đề nghiệp quả, cái vấn đề vô ngã. Nhưng mà sở dĩ chúng ta nói như vậy là để các Phật tử chúng ta đừng có quá chấp theo cái thường thức, mà chúng tôi lấy cái thưởng thức đó mà chúng tôi làm cái tri kiến cố định thì trường hợp này nó cũng sai. Quý vị nhớ khi mà chúng ta đọc qua mà chúng ta không khéo tác ý, chúng ta có cảm giác như là nghiệp quả, quả của nghiệp nó đeo theo mình nó bất biến, nó vĩnh hằng, rồi chúng ta lại rơi vào cái thường kiến, thì trong trường hợp này cũng tai hại lắm. Cho nên chính vì chỗ đó chúng tôi vẫn luôn luôn
muốn cùng với chư tăng để hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta về Phật pháp. Từng bài kệ, từng đoạn kinh để cho các Phật tử chúng ta hiểu, mà chúng ta không rơi vào cái cực đoan này hay cực đoan khác. Chúng ta muốn vượt khỏi bộc lưu thì chúng ta đừng có đứng lại, mà đừng có bước tới, lội tới. Hãy chúng ta đứng lại thì chúng ta chìm xuống, mà chúng ta bước tới thì trôi dạt. Hãy chúng ta chấp thường kiến cũng không được, mà chấp đoạn kiến cũng không được. Chúng ta phải hiểu một rất phổ thông là ngày nào mà còn sanh tử luân hồi, chưa đoạn tận được cái phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi, thì ngày đó bất cứ hành động nào tốt xấu thiện ác do thân khẩu ý mà chúng tôi đã tạo thì nó trở thành cái vị thời nghiệp duyên, nó sẽ tạo ra cái quả báo, cái quả dị thục, đau khổ hay hạnh phúc ở trong kiếp luân hồi. Và một khi mà chúng ta đã tạo ra cái ác nghiệp bằng thân bằng khẩu, thì cho dù chúng ta có dông rủi ở kiếp luân hồi chỗ này chỗ kia, chúng ta cũng không thoát khỏi cái quả mà chúng ta đã gieo. Ngài Chakkhupala mặc dù Ngài đã tu tập Ba La Mật có đủ khả năng cái tuệ giác ngay từ cái sống hiện tại, nhưng mà quả do ác nghiệp mà tiền của Ngài lẫn thầy thuốc đã tạo, thì cho đến bây giờ hễ còn hữu dư niết bàn thì Ngài vẫn chịu lãnh cái hậu quả đó. Dầu được chứng đạo quả nhưng mà nghiệp phải bị mù mắt. Từ bài kệ này chúng ta rút ra một kinh nghiệm là những nghiệp ác nào mà ở quá khứ hay là hồi chưa biết Phật pháp chúng ta đã lỡ tạo rồi, thì chúng ta cần phải sợ hãi, nhàm chán, và chúng ta không có tái phạm cái tội ác đó. Và chúng ta tự hứa hẹn với đồng mình là bắt đầu kể từ giờ này trở đi là ta sẽ không với cái tâm tội lỗi mà tạo thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, và không có suy nghĩ ác. Chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ. Nhờ chúng ta học kinh điển, chúng ta thấy như vậy, chúng ta cảm thấy sợ hãi, và chúng ta quyết định thực hành như thế đó, thì mới mong nên nguyện cho chúng ta cái sự an vui, thoát khỏi sự khổ đau ở trong dòng sanh tử luân hồi. Còn khi mà chúng ta ngày nào cũng nghe pháp, nhưng mà nghe xong rồi chúng ta bỏ qua đó, chúng ta không chịu tác ý để suy tư, thì nó làm cho cái trí tuệ bị lục đi, trí tuệ bị lục đi.
chúng tôi cũng tập cho mình có những cái thói quen. Thí dụ như ở trong cái mùa dịch bệnh, Phật tử bên ngoài một số bị bệnh, và trong chùa cũng có một vài vị bị bệnh, và bản thân chúng tôi cũng bị bệnh. Thế là mọi người nhìn nhau như là người cần phải né, thế là không ai gần ai hết. Cái cảnh chùa trở nên nó điêu tàn đó, nó thê thảm lắm thôi. Lúc mà buổi sáng chúng tôi đi kinh hành tới lui, chúng tôi cảm cảnh đó, chúng tôi liền nhớ Phật ngôn Upanishiti Loko Athu, đời vô thường dẫn đến chỗ hủy diệt là như vậy. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng có câu Phật ngôn để chúng tôi nhắn nhủ lòng mình. Cho nên gặp cái cảnh đó suy nghĩ như vậy thôi, tâm không có buồn chán, không có thất vọng. Đi kinh hành xong rồi chúng tôi trở về phòng của mình, vẫn lo tiếp tục xong bài. Và đó là những cái ý nghĩa tốt. Và cũng xin thưa quý vị, ngày hôm nay đó, xin trình với Thượng Tọa, ông Hòa Thượng rất thẳng như Thư Tân báo cho các Phật tử chúng ta mừng là hôm nay sau khi cách lại cuối thì chúng tôi đã hoàn toàn âm tính, có nghĩa là chúng tôi khỏe không ạ. Xin Hòa Thượng cũng quan hỷ với Chư Tăng của quý. Và đến đây tôi xin được kết thúc bài học về câu pháp cú phẩm sông đối số 1. Và bây giờ kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại để đúc kết cho buổi học này đầu tiên ngày hôm nay về cái môn pháp cú kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính kinh Hòa Thượng Tự Sư. Với bài giảng của Bồ chú ý phát triển nhưng bài giảng của Hòa Thượng Tự Sư hôm nay, chúng ta là người con Phật thì có một điều mà chúng ta tự nhắc khi mà mình thật sự tin ở nhân quả là hãy coi chừng những cái ác niệm của mình. Nhiều khi nó thầm lén, và đôi khi chúng ta nghĩ rằng nó không có gì, nhưng mà khi những cái ác niệm mà nó mang tới cái thâm hiểm đó, nó lại tạo cái hệ quả nhiều trong lúc trong vòng luân hồi. Và chúng ta phải tự hỏi rằng nó có đáng như vậy hay không. Trước đây Hòa Thượng Từ Siêu có kể nghe một câu chuyện đó, và chúng tôi nghĩ rằng những Phật tử cũng nào nghe pháp trận cũng nhớ đó, là có một vị quan đi ngang một cái khu làng, gặp một đứa bé nghịch ngợm, nó leo lên cây, nó tiểu tiện xuống trên đầu của vị quan đó. Thì thứ vị thì thay vì la mắng đứa bé nghịch ngợm đó, thì vị quan lại không có la rầy, còn lấy tiền ra khen đó, con giỏi quá, dám leo lên cây mà tiểu tiện xuống như vậy. Rồi đứa bé đó nó lại dạy dục, lần sau gặp một vị quan khác nó cũng làm như vậy nữa, và kết cục là nó mang quả vào thân. Vậy thì nó nghĩ rằng mình làm như vậy thì người ta thấy, người ta thích, người ta vui, nhưng nó không ngờ là nó mang quả vào thân. Câu chuyện nó mới nghe thì mình chỉ thấy rằng cái người mà nó không có muốn dạy đứa nhỏ mà muốn trả thù, và trả thù rất là độc hại. Cái đó chúng ta gọi là sự thâm hiểm. Trường hợp này dĩ nhiên là ở trong vòng luân hồi đó, con người chúng ta có khi tốt, có khi sống. Bây giờ chúng ta nói hình ảnh của Ngài Chắc Của Ba Lá là một vị
thương gia từ bỏ gia đình, tu tập rất là tinh tấn, thành tựu đạo quả. Chúng ta đảnh lễ Ngài với tất cả lòng tôn kính. Nhưng mà Đức Phật Ngài cho biết cái nhân quả quá khứ xa xưa khi một vị thầy thuốc đó, chỉ vì bực bội, chỉ vì bực tức, cái bệnh nhân đã tìm cách lừa gạt mình mà đã hủy đi đôi mắt của người đó. Thì chúng ta nhớ là trong cuộc sống có nhiều khi cái phẫn nộ, cái bực tức của mình nó có thể tạo nên một cái ác tâm. Và cái tâm ác này chúng ta không có, chúng ta ít có khi chúng ta để ý đó. Cái tâm ác này nó len lén, nó nằm sâu kín trong lòng. Bởi vì ở trên đời này có những người họ gọi là rất là tâm ác, thì họ nghĩ là như vậy là giỏi, như vậy là hay. Nhưng mà thực sự cái phương diện nhân quả, những người mà thâm hiểm đó, tự mình mà chút lấy nhiều cái hệ lụy về sau này. Tại vì sao vậy? Là tại vì ngay trong lúc mình làm mình có thỏa mãn đó, nhưng mà rồi sau đó thưa quý vị, mình ghi ra bao nhiêu đau khổ chút sanh khác. Bởi vì trong cuộc sống đó, mà mình nói là bảo đảm nhất là mình sống đừng bao giờ nghĩ gây phương hại bất cứ ai, kể cả người đó là kẻ thù của mình, kể cả người đó là người mình không thích. Cái sống là an lạc nhất đời này và đời sau, đó là khi nghĩ đến tất cả chúng sanh, thì chúng ta mong rằng Sape Sata Sukhita Hotu, nguyện muôn loài chúng sanh được an lạc hạnh phúc. Mình mới nghe có nhiều khi nó đơn giản, và thậm chí nhiều khi mình nghĩ thơ nữa. Tại sao người ta làm xấu với mình mà mình không trả đũa? Tại sao làm xấu mình không tìm cách mình đáp lại như vậy mà mình dạy? Thực ra ở đây nó không phải là mình trả đũa người ta mình khôn đâu. Cái đó không hẳn là khôn đâu. Quý vị thấy không? Cái vị thầy thuốc á, chỉ có cái sự bừng tức nhất thời mà là mù thẳng luôn đôi mắt người bệnh nhân. À, đã chữa trị rồi mà còn nói là không hết, như vậy cho mù luôn. Chúng ta thấy cái ác điểm đó rất là đơn giản. Và khi vị đó làm như vậy là chỉ thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn sự bực bội trong lòng của mình. Và cái gì có đeo đẳng nhiều. Đeo đẳng nó bao nhiêu kiếp. Đeo đẳng cho tới kiếp chót luôn. Bởi vì khi mà chúng ta học Phật Pháp rồi đó, thì cái điều đáng sợ không phải là người khác ở thế giới bên ngoài. Điều đáng sợ là ác niệm trong lòng. Vài bữa nữa thì Hòa Thượng Thị Siêu sẽ cho chúng ta học câu kinh Pháp Cú là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà gây ác cho tự thân. Cái ác niệm, cái tâm niệm tà nó gây ác cho mình, làm mình khổ nhiều đời nhiều kiếp. Và điều đó nó cũng phải rất là đáng sợ trong vòng luân hồi. Mình đâu có biết được, thưa quý vị. Khi mà chúng ta sanh ra đời, đôi khi mình bực bội cái gì đó, mình không trả đũa thẳng người khác thì mình tìm cách khác. Và khi mình tìm cách khác thì mình nghĩ rằng nó là đã nương mình, nó đã giận mình. Nhưng mà rồi mình đâu có hiểu rằng quan quan tương báo, mình gây ra biết bao nhiêu những cái đau khổ cho người đó, và từ đó nó gây nhiều ác nghiệp cho mình. Thì cái người mà biết nhân quả và đọc kỹ lời Đức Phật thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phải rất cẩn trọng với những ác niệm trong lòng. Thứ vì thời đại của chúng ta là cái thời đại mà con người dễ bị lôi cuốn theo công luận, sẽ bị cuồng mái tuyên truyền, và thậm chí ở trong lòng chúng ta chứa đầy những phiền não, chứa đầy những độc tố. Nhiều khi cái người đó chẳng phải là liên hệ gì tới mình hết, nhưng mà ví dụ bây giờ ông Putin, ông tạo ra một cái cuộc chiến mà không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người chết. Và có một phần tử nói với chúng tôi rằng, đọc tin tức thấy rằng nếu mà mình có thể ám sát được ông Putin là bao nhiêu người đỡ chết. Thì thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn hiểu người đó tại sao bực bội như vậy. Nhưng quý vị thấy không, khi mà mình dắt một người bực bội, mình nghĩ rằng nếu có ai mà ám sát ông cho những người khác được hòa bình, sát nhân miêu cứu hoàng tử chẳng hạn, thì đối với người đời hoàn toàn
hợp tình hợp lý. Nhưng mà đối với trong đạo của chúng ta, ở trong Phật Pháp đó, thì chỗ đó chúng ta khởi sinh một ác niệm. Bởi trên đời không phải chứ một Putin, vô số Putin. Ở trong Phật đời không phải một người ác mà vô số người ác. Mà chúng ta phải coi chừng. Bởi vì một khi mà chúng ta đã tin nghiệp, tin nhân quả rồi đó, thì chúng ta sợ cái ác niệm trong lòng mình hơn là sợ kẻ thù. Những kẻ thù họ bắt có thể bôi nhọ mình, họ thì chửi bới mình không sao. Nhưng mà cái ác niệm trong lòng mình đó, nó dẫn mình đến những hành động. Và những cái hành động đó, nó gây chúng ta rất nhiều hệ lụy. Và nói tóm lại là mở đầu cho cái lớp pháp cú này, Đức Phật dạy chúng ta là ý hay là tâm. Tâm ý dẫn đồ cả pháp. Tâm lực chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm tội lỗi, nói năng hay hành động, thì đau khổ sẽ theo sau, như là xe theo chân cô Phật kéo. Nó lê lết theo chúng ta trong vòng luân hồi, và chúng ta không ai muốn như vậy. Do vậy, chúng ta là người con Phật, chúng ta là người tin vào lý nhân quả, thì chúng ta phải coi chừng những ác niệm trong lòng mình. Thế giới này nó có đủ thứ hết, thưa quý vị, chiến tranh, những kẻ xấu. Nhưng mà chúng ta quan trọng quá nhiều vì việc đó mà chúng ta quên đi cái chăm sóc cái nội tâm mình. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Tức là chúng ta đã từng biết được lời dạy của Đức Phật, biết được và tin vào lý nhân quả. Thì thứ vị bài kệ mà Quan Thế Âm Sư giảng hôm nay đã khởi đầu cho một cái giáo trình mới của chúng ta là học Phạn ngữ qua kinh Pháp Cú, hay là nói ngắn là Pali Pháp Cú. Với tất cả những cái thành tâm thiện ý mà chúng ta đã tạo, thì chúng ta mong mỏi một điều rằng hình ảnh của Đức Phật và lời dạy của Ngài sẽ soi sáng cho tất cả chúng ta trong từng bước đi ở trong đời này và trong vòng luân hồi. Và cũng từ đó chúng ta sợ nghiệp quả và chúng ta sợ sự sanh tử luân hồi. Bởi vì thưa quý vị, Ngài Tịnh Sự Ngài có nói rằng chưa đắc quả A-la-hán thì đừng tin tâm mình. Có nhiều khi chúng ta sẽ trở thành một người rất ác. Rất ác mà chúng ta không biết. Ngài Mục Kiền Liên trong những cái kiếp mà đã gần thành tựu quả vị vô thượng rồi, quả vị giác bộ là đệ tử Thượng Đủ Thinh Văn rồi, mà Ngài cũng từng là ác ma nu si, cũng đã từng gây tổn hại cho một vị đại đệ tử Phật để phải sanh vào trong địa ngục. Thì chúng ta cũng biết rằng như Ngài Chắc Khu Ba Lá là tu hành ba la bậc chừng đó thành tựu tuệ nhãn rồi, nhưng phải buồn mà, bởi vì chỉ một ác niệm thôi. Mà ác niệm khi chúng ta nhìn trở lại nó không đáng gì hết, không đáng gì để trả thù một cái người mà từng muốn gian dối với mình, nhưng mà lúc bực quá chửi cho họ mà họ không nghe, chửi họ họ muốn là lường gạt mình, họ nói mắt chưa sáng. Và bài học này chúng ta phải học rất kỹ. Và xin rằng trong lúc luân hồi chúng ta có chánh kiến, có chánh trí, xa bạn ác gần bạn lành, và biết chặn những cái ác niệm từ trong tâm tư của mình. Xin kết thúc chương trình trực hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có cái môn tương ứng bộ, và vị giảng sư sẽ là Thượng tọa Pháp Tịnh. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Chúng con thành kính chưa ơn Hòa Thượng giác đẳng. Sa thú, sa thú. Lành thay, xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa di diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc để yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn,
chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha dạ. Uh-huh.